bảo tồn vườn quốc gia Núi Chúa có một công viên đá cổ hàng triệu năm tuổi, đủ hình thù kỳ thú, kích thích trí tò mò của du khách khi đến đây. Công viên đá này còn có tên là Bãi Đá Ninh Thuận, nằm gần thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, nằm sâu trong quần thể vườn quốc gia Núi Chúa của tỉnh Ninh Thuận. Du khách đến đây như lạc vào một hành tinh khác bởi những khối đá từ màu trắng đến ngà vàng, nâu. Trải qua thời gian hàng triệu năm phong hóa, mang hình thù độc đáo khác nhau. Các phiến đá to nhỏ sắp xếp hoàn toàn ngẫu hứng, chồng lên nhau, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ thú như khung cảnh siêu thực ở một hành tinh khác.